Các bạn, như vậy là Apple đã chính thức giới thiệu iPhone SE. Đây là một chiếc điện thoại không mới mà cũng không cũ, khiến cho rất nhiều người dùng phải bối rối là không biết là bây giờ nên lên đời iPhone SE hay là xuống đời iPhone đây. Tuy nhiên thì đây cũng là một chiếc điện thoại hết sức đặc biệt, và đây thì cũng không phải là sản phẩm đầu tiên mà Apple gắn mác SE đâu. Bởi vì trong lịch sử phát triển của mình thì hãng này đã gắn mác này cho rất nhiều sản phẩm, từ desktop cho đến laptop và cả những chiếc máy nghe nhạc cá nhân nữa. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những sản phẩm mà Apple gắn mác SE, và đến cuối video thì chúng ta sẽ cùng nhau lý giải xem tại sao lại gọi là iPhone SE nhé. Đầu tiên là chiếc Macintosh SE, một chiếc Macintosh có màu trắng hoàn toàn đúng theo triết lý tối giản của Apple, với màn hình con 2.5D cộng với cả logo quả táo cầu vồng và ký hiệu SE giúp phân biệt với những phiên bản thường và có thể khiến cho người dùng dễ dàng khoe được thiết bị của mình là một phiên bản đặc biệt mới nhất. Mẫu thiết bị SE đầu tiên của Apple nếu xét về mặt kỹ thuật thì chả có gì khiến nó được liệt vào danh mục Special Edition cả. Được ra mắt từ tháng 3 năm 1987 như một mẫu nâng cấp của Macintosh Plus, chữ SE trong tên thực chất là sự viết tắt của System Expansion, bởi đây là mẫu Mac Compact đầu tiên trang bị đồng thời cả khe cắm thẻ nhớ PDS ở phía sau và một khe bổ sung ở phía trước. Song sản phẩm Mac SE duy trì trong vài năm và đạt tới đỉnh cao với phiên bản SE30, tên gọi được đặt theo bộ viết xử lý mà nó được trang bị, Motorola 680-30. Tiếp theo là iMac SE, một chiếc iMac có thiết kế như đồ chơi, tròn trịa bằng nhựa vui mắt. Đây là thiết kế chung của Apple ở thời điểm đó, chứ không phải là máy mang thiết kế khác thường vì nó là phiên bản đặc biệt đâu. Nó có rất nhiều màu, từ màu tím, màu cam, màu xanh, nhưng mà rất tiếc là không có màu hồng. Tháng 10 năm 1999 là thời điểm đánh dấu nhiều thay đổi lớn đối với iMac. Apple đã dừng việc sử dụng ổ đĩa dạng trượt ra mà chuyển sang kiểu ổ nút đĩa, bổ sung hỗ trợ cho các công nghệ AirPods mới, đồng thời nâng cấp hệ thống làm mát lên một tầm thiết kế mới được gọi là Near Silent. Thêm vào đó, Apple ra mắt một mẫu iMac mới có tên là iMac DV với bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn, cổng VGA Out, ổ DVD-ROM và hai cổng firewall tốc độ cao. Tuy nhiên, Apple đã dành một cấu hình cao cấp nhất để gắn mác Special Edition. iMac DV Special Edition có lựa chọn vỏ máy màu than chì mà sau này đã trở thành một biểu tượng. iMac DV Special Edition có dung lượng RAM tăng gấp đôi cùng việc mở rộng không gian lưu trữ thêm 13GB. Một bản cập nhật được giới thiệu tại Macworld New York vào tháng 6 năm 2000 đã bổ sung thêm vi xử lý 500MHz, cổng firewall và iMovie 2, cũng như thêm lựa chọn màu snow là màu trắng. Như vậy, dù ra mắt vào năm 1999 nhưng nó đã được trang bị nhiều tính năng mà Apple vẫn sử dụng cho đến bây giờ, ít nhất là tên gọi như là AirPods, iMovie, thậm chí chắc chắn hồi đó Apple cũng bị người dùng phàn nàn nên mới tăng gấp đôi RAM và thêm 13GB bộ nhớ trong như bây giờ. Có thể bạn đã biết là những chiếc máy tính xách tay của Apple trước đây thì không có tên là MacBook như bây giờ đâu, mà nó được gọi là iBook. Cái tên này thì cũng khá gần gũi với các sản phẩm khác của Apple như là iPad, iPhone, iMac. Thế nhưng mà có vẻ như nó không mang dấu ấn của macOS, vì thế cho nên Apple đã khai tử cái tên này. Tuy nhiên, trước khi bị khai tử thì iBook cũng đã có phiên bản SE rồi đó. Tại Macworld Tokyo Expo vào tháng 2 năm 2000, Apple đã công bố dòng Mac di động được làm mới hoàn toàn của hãng với cấu hình được nâng cấp toàn diện và bổ sung AirPods cùng lựa chọn màu sắc và case mới. Và vì tên gọi là iBook SE nên nó được thiết kế với màu chì độc nhất với giá tiền là $200. Thiết bị này được trang bị vi xử lý PowerPC G3 xung nhịp 366MHz. Nhưng ở cuối năm đó tại hội chợ ở Paris, Apple đã nâng cấp vi xử lý của iBook SE lên PowerPC G3 xung nhịp 466MHz cùng một trang bị đặc biệt dành riêng cho phiên bản đặc biệt của iBook ổ DVD-ROM 6X. Hy vọng Apple đang bảo tồn cái tên iBooks và dùng nó cho một sản phẩm nào đó trong tương lai. iPad chạy macOS hay laptop chạy iOS, thậm chí là một thiết bị đọc sách như Kindle chẳng hạn. Chắc hẳn là các bạn cũng đã quen với cái tên U2, tên của một ban nhạc mà Apple đã kết hợp để phát hành ra free album Song of Innocence. Đây là một album khá là khó nghe và rất nhiều người dùng đã không biết làm cách nào để có thể xóa cái album này khỏi thiết bị của mình. Tuy nhiên thì thực tế, Apple còn cuồng U2 hơn thế khi mà đã cho ra mắt một sản phẩm có tên là iPod U2 SE. Sự hào phóng kỳ cục của Apple với việc ép buộc người dùng nhận một album nhạc miễn phí của U2 gần đây không phải là lần đánh dấu đầu tiên sự hợp tác của hãng với nhóm rock người Ireland này. Được giới thiệu song song với iPod Photo trong một sự kiện âm nhạc năm 2004, mẫu iPod U2 Special Edition được Steve Jobs khẳng định là mẫu iPod phiên bản đặc biệt duy nhất trong vũ trụ. Dĩ nhiên, bạn không cần phải là fan của U2 để có thể sở hữu một chiếc iPod U2 Special Edition được mệnh danh là mẫu iPod dễ nhận biết nhất trong bộ vỏ màu đen kết hợp với vòng nút điều khiển màu đỏ. Mặt lưng của thiết bị không khác gì những mẫu iPod thông thường, ngoại trừ việc được khắc chữ ký của các thành viên U2. iPod U2 Special Edition có giá bán là $349, đi kèm một voucher $50 sử dụng trên iTunes Music Store nếu bạn mua album Complete U2. Món quà này chắc chắn Apple sẽ không bán kèm với chiếc iPhone SE sắp ra mắt.
S-Channel cũng đã may mắn được cầm chiếc iPod này rồi. Nó thật sự rất đẹp, tuy nhiên hơi dày, mặt sau khá dễ xước. Cũng là một chiếc máy nghe nhạc và đây là một sản phẩm thuộc phiên bản nhỏ bé nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và nó đặc biệt cũng chính bởi vì nó nhỏ nhắn và kỳ quặc. Apple ở thời của Steve Jobs là một công ty tinh tế nhưng mà cũng hết sức ngông cuồng. Họ sẵn sàng làm bất cứ cái gì họ thích mà không để ý đến doanh thu. iPod Shuffle vốn luôn là một thiết bị nhỏ đến không tưởng, nhưng thế hệ iPod Shuffle thứ 3 ra đời vào tháng 3 năm 2009 đã chứng kiến sự lột xác lớn bằng một kích thước còn nhỏ hơn nữa, đi kèm với việc loại bỏ toàn bộ các nút bấm vật lý, đồng thời lược bỏ hết mọi sự lựa chọn màu sắc ngoại trừ màu bạc và đen. Sau tháng đó, tại sự kiện thường niên vào mùa thu hàng năm, Apple đã mang màu xanh lục, xanh lá và hồng quay trở lại, đồng thời ra mắt một mẫu iPod Shuffle cao cấp nhất từng sản xuất. Mẫu iPod Shuffle 4GB phiên bản đặc biệt với vỏ thép không gỉ và chỉ bán qua Apple Store. Bạn sẽ phải trả 99 đô la Mỹ cho sản phẩm này, cao hơn 25% so với các phiên bản thông thường, nhưng cái giá đó là hoàn toàn không đắt nếu so với những gì bạn nhận được. Cuối cùng là iPhone SE, một chiếc điện thoại hot nhất ở thời điểm hiện tại. Và những thông tin về chiếc điện thoại này thì có lẽ là chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, mà hãy dành thời gian để điểm qua một số lý giải thú vị về cái tên SE này nhé. Trong ngày hôm qua, ngay khi iPhone SE vừa ra mắt, một cuộc tranh luận của các phóng viên trên Twitter đã nổ ra để định nghĩa SE thật sự là gì. Có một người cho rằng nó đơn giản là Smaller Edition, phiên bản nhỏ hơn, Super Encrypted, siêu mã hóa nhằm ám chỉ cuộc chiến bảo mật thông tin với chính phủ thời gian vừa qua, cho đến những cách dịch hài hước và phản ánh đúng thực tế như Smaller Experience, nhỏ hơn mà lại đắt, Senseless Edition, phiên bản nhạt nhẽo, Steam Expensive, vẫn cứ đắt, Steve's Edition, phiên bản tưởng nhớ Steve. Rất thú vị phải không nào? Theo bạn thì cái tên SE có nghĩa là gì? Hãy để lại comment xuống bên dưới nhé. Nếu thấy video vừa rồi hữu ích thì đừng quên để lại một like và subscribe channel. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trong lúc đang quay video này thì Phil Schiller, phó giám đốc marketing cấp cao đã xác nhận nó chính là Special Edition trước khi cơn bão chế tên gây cười của iPhone SE bị đưa đi quá xa. Xin chào.